chào các bạn. Cái ống bơm nhà mình nó hơi hoài các bạn. Bây giờ mình tháo cái dây này ra, mình kiếm cái bao tay lái các bạn, cái bao tay cầm của xe đạp á, để mình chế vô, chế sạc. Giờ mình sẽ kiếm cái bao tay lái nào còn được các bạn. Mình rút nó ra rồi mình rút cái này vô nè các bạn, mình chế vô cái bô xe đạp để mà lấy cái bô xe ông đa các bạn, để mà mình bơm á, chứ cái ống bơm giờ nó bị hơi hoài. Này nó bị lủng rồi. Cái nào còn nguyên được. Cái này đi. Giờ tháo cái này của con Ducati nha các bạn. Đây con xe Ducati nó bị hư rồi các bạn ơi, giờ bỏ nhà con cũng không có làm gì chứ. Giờ mình để mình tháo cái này ra. Để lâu ngày chứ nhắc rồi. Để mình đem ra ngoài mình chế các bạn, mình kiếm cái vòi bơm nữa mình đút vô đây nè các bạn. Rồi mình đút vô trong cái bô xe. Đút vô trong cái bô xe rồi mình nổ máy mình lại bắt đầu bơm. Xe này có bạn nào mua bán rẻ lại luôn nha. Xe này bị giật hơi khó nổ thôi các bạn, rồi mình để trong nhà kho hoài luôn. Không có xài được. Rồi các bạn bây giờ mình kiếm theo cái vòi xe đạp ở xe Honda nữa các bạn. Này nhớ lấy cái tay trong ra nha các bạn cho nó chống. Rồi mình cắt lấy cái mình cắt cho gọn. Rồi xong rồi mình mới nhét vô cái bao tay lái này nè. Ở đây nó có cái lỗ nè các bạn, mình chọc vô. Đúc nó lên gì nè nha các bạn. Rồi, bắt lại. Rồi cái này mình cắt ra rồi mình nối vô đây. Bỏ đi nha. Thôi này cho nó nóng nha các bạn, đặng mình để vô cho nó dễ nghe, cho nó mềm ra, ống này hơi bị cứng ha. Cho miếng keo ống nước vô cho nó dễ hết trơn các bạn. Cái này tại nó có cái răng nè, mình cho keo dán nước vô cho nó trơn. Nhiễu vào kéo sắt cho nó cứng. Thông mạnh vô nha các bạn. Rồi, xong. Cứng như lắm rồi đó. Giờ mình lấy thêm cái cọng dây rút này cho nó kỹ thôi. Rồi nó hoàn thành rồi nha các bạn. Đây, giờ mình để mình đi kiếm cái xe, mình lấy cái xe Honda mình để vô mình bơm thử. Rồi các bạn bây giờ để mình gắn thử vô cái xe mình bơm thử nha các bạn. Nè các bạn, thường xe thì xe nào nó cũng có cái cổ bô hết trơn á. Thì mình cứ gắn vô như cái xe này thì mình gắn nó hơi bị lỏng tí xíu á, thì các bạn lấy cái thùng các bạn. Cái thùng mình quắn vô ha. Đó mình quắn sẵn vô thùng gì đi. Cái nào lỗ nào nhỏ thì nó cho nó kích lại. Đó là to thì mình mở cho thùng ra. Đầu này giờ mình ghim vô đây như vậy ha. Rồi đây mình ghim vô. Rồi. Rồi cứng rồi nha các bạn. Đây. Này chỉ bơm tạm thời thôi các bạn. Nhà mình mà dạng mấy người ở trong quê rồi đó các bạn, thì các bạn cũng biết là mỗi lần xì bánh xe thì đi kiếm cũng khó khăn lắm, thì mình làm cái này để bơm tạm thôi. Đó, nó hơi dơ các bạn, hơi có khói,
làm để mình bơm tạm để chạy tới mấy chỗ để giá xe đó, chứ các bạn không biết là lũng bánh xe dắt thì nó cực lắm ha. Rồi chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem clip.